Now everyone listen, let's start. Hello everyone, I have a group 3. This is a product our group want to send you for Christmas. Usually on this day, there will be follow Christmas tree, knocking, and gender. Meaning in this product, we draw put for the Christmas tree along with you in the end. For the clover and the star at the top of the tree is made from a plastic bottle. Now, let's work. We will melt it. Trẻ em thường nhận quà Giáng sinh thông qua một vật nào? Hộp thư. Please. À, thư. Các bạn đi kiếm các bạn. Please. Nhà thông qua cái gì nhỉ? Nhà shopping. Ok, thank you very much. Ở các nước phát triển, ở nước phương Tây thì vào dịp Noel, người ta thường treo cái gì ở cửa nhân dịp Noel? Thường treo cái gì ở cửa nhân dịp Noel? Mạnh please. Treo bánh đất. Please. Bóng gì? Bóng Diệp Linh, please. À, vòng nguyệt quế. Thank you very much. Món ăn mà được dùng cho cả gia đình thường được ăn vào dịp Noel đó là món nào? Please. Thịt gà tây luộc. Anh Linh. Đó là món thịt gà tây. All they will go out.